Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Yamaha là một thương hiệu piano nổi tiếng được đông đảo phụ huynh lựa chọn khi muốn tìm một chiếc đàn piano cơ phục vụ nhu cầu giải trí cho con sau ngày học tập căng thẳng trên lớp. Ở video lần này, anh em hãy cùng Minh Phụng Music giao piano Yamaha U2H đến với khách hàng tại Tân Bình. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Bạn đang có mặt tại kho để cùng mình chuẩn bị giao piano cho chuyến đi trong ngày đã được bọc ni lông, toàn bộ thân đàn cẩn thận trước khi lên đường. Các phần quà tặng và phụ kiện của Yamaha U2H đã sẵn sàng, bao gồm khăn phụ, ống sưởi và ghế piano cao cấp. Chiếc bán tải lăn bánh vào kho, anh em đội vận chuyển đã đến đông đủ. Vào việc thôi nào các bạn, và đây chiếc Yamaha U2H đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ba anh em nâng đàn vào xe đẩy, cùng nhau leo dốc từ từ tiến đến xe tải, bàn nâng hạ xuống và anh em cùng đẩy piano vào xe lên đường đến nhà khách thôi nào. Đội ngũ Minh Phụng đã đến, xe tải mở cửa bàn nâng, nhân viên lần lượt đem quà tặng và phụ kiện của đàn đi vào nhà. Hai người vào trong đẩy chiếc piano ra phía bên ngoài, hạ xuống rồi đưa xe đẩy về phía dưới đàn, lăn bánh tiến vào nhà khách, giúp cho việc vận chuyển piano lên lầu được dễ dàng. Nên các bộ phận của đàn như bộ máy đàn rồi đến tấm chắn mặt trước đều tháo ra và mang lên trên phòng trước cho khách hàng. Từng tấm nệm dày được hai anh căng đều phủ chùm toàn bộ piano, tiếp đó phủ thêm tấm nệm dày để tránh va đập khi nâng vác đàn. Các anh siết chặt chiếc Yamaha U2H bằng nhiều vòng dây thường dày, mỗi nối to và chắc chắn với nhiều nút thắt, chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi đưa đàn lên lầu. Chiếc đàn cơ siêu nặng được 4 người hợp sức nâng cùng nhau leo từng bậc thang một cách chậm chậm, cẩn thận, chính xác trong từng thao tác. Tay nâng đàn và ghì chặt vào cầu thang, dùng lực để đàn lên trên với sự phối hợp vô cùng ăn ý chuyên nghiệp của đội vận chuyển. Yamaha U2H đã lên lầu thành công. Đội tiếp tục đưa đàn vào phòng cho em trai. Các tấm nệm dày được tháo xuống, các bộ phận theo đàn đang được nhân viên lắp ráp lại cho hoàn chỉnh và cẩn thận, bao gồm bộ máy đàn, tấm chắn mặt trước piano, tiếp theo là lắp ống sưởi, phụ kiện không thể thiếu của tất cả các cây piano cơ. Đàn được canh chỉnh để đến vị trí đẹp nhất của căn phòng theo sở thích của khách hàng. Nào, mời anh em ngắm nhìn vẻ đẹp của piano U2H mang đến cho căn phòng. Bên cạnh đó sẽ là sự thiếu sót nếu các bạn bỏ qua những điểm nhấn trong thiết kế của U2H. Đàn với màu sơn đèn bóng, nổi bật logo Yamaha mạ vàng thủ công, đường kẽ dài mạ vàng quanh thân, bàn phím được tô điểm bởi những đường chỉ đỏ đẹp mắt, kiểu dáng piano đứng đặc trưng, thiết kế nguyên bản với các chi tiết góc cạnh màu đèn bóng. Bộ máy đàn đạt đến thời kỳ hoàn hảo nhất trong toàn bộ dòng U series. Khung đàn bằng gang chắc chắn, bản cộng hưởng bằng gỗ nguyên khối cao cấp, bàn phím nhạy và độ bền cao, dây đàn bằng thép không gỉ và bu đàn bằng lông cừu. Với piano Yamaha U2H, khi mua đàn tại Minh Phụng Music, các bạn sẽ được bảo hành lên đến 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Các bạn hãy cùng em trai thử đàn nhé và buổi mang chiếc piano Yamaha U2H đến với khách hàng ở Tân Bình hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.